Những gì hạnh Tây Thị đã nói giống như luận báo ân nói. Luận báo ân cho rằng Thiền Tông Phá Tham độc giáo giải ngộ, nhưng chuyên tu tịnh độ liền được nhất niệm tịnh tịnh, tương ưng với Phật trí. Một niệm xưng Phật liền được giảng sanh. Mấy câu này nói rất rõ ràng. Trong luận báo ân nói, Thiền Tông Phá Tham đó là khai ngộ, độc giáo giải ngộ. Giải ngộ ở đây là đại khai viên giải, cùng cấp độ với minh tâm kiến tánh của tông môn. Họ quay lại chuyên tu tịnh độ, mong đến thế giới Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà, có thể nhất niệm tịnh tịnh tương ưng với Phật trị, niệm một danh hiệu Phật. Vì thế một tiếng hay mười tiếng chắc chắn được giảng sanh. Vấn đề này chúng ta có thể tin tưởng, không nghi ngờ. Vì xét về lý thì thông, về sự đó không phải là cảnh giới của chúng ta. Vì vậy chúng ta muốn giảng sanh, chắc chắn chúng ta sẽ giảng sanh. Đây không phải là giả. Trong cuộc sống hàng ngày ta phải tu tâm thanh tịnh trước. Điều kiện cần có để giảng sanh tịnh độ được các kinh điển đề cập rất nhiều, gọi là tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Muốn được tâm thanh tịnh, tất nhiên cần phải buông bỏ. Buông bỏ tất cả thì thanh tịnh bình đẳng giác mới hiện tiền. Đâu là chân công phu? Sáu căn trong cảnh giới của sáu trần nên biết vạn pháp giai không. Kinh Kim Cang nói rất hay. Tại Trung Quốc, Kinh Kim Cang được lưu hành rất rộng rãi. Những người không học Phật cũng tìm đọc. Hàng trí thức ngày xưa không ai là không đọc Kinh Kim Cang. Có thể chưa đọc các kinh khác, nhưng Kinh Kim Cang, Bát Nhã Tâm Kinh chắc chắn phải đọc. Đọc Đạo Đức Kinh của Lão Tử, tuy chưa đọc hết Tràng Tử, nhưng Nội Thiên Thất Thiên chắc chắn có đọc qua. Đây là tác phẩm tiêu biểu của đạo giáo. Nội dung Kinh Kim Cang rất hay. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, vậy ta nên buông bỏ, không nên chấp trước. Đặc biệt là chấp trước tình cảm. Nhiều người niệm Phật rất giỏi, nhưng cuối cùng không được giảng sanh. Nguyên nhân do đâu? Ôm chặt tình cảm không buông bỏ.
Những trường hợp như thế rất phổ biến. Vì thế ta nên biết tên chấp khó buông bỏ nhất. Nếu không buông bỏ được thì đời đời kiếp kiếp phải bị trói buộc với nhau. Không thể tách rời. Đây là nhân luân hồi trong lục đạo. Nói hơi khó nghe một chút, nghĩa là trong vô lượng kiếp oan oan tương báo chưa bao giờ chấm dứt. Tình cảm biến đổi, yêu thương trở nên kẻ thù, vui biến thành oán hận, những thứ này rất phiền. Muốn giữ gìn nó cần người có nhiều đạo đức, không phải những người bình thường có thể làm được. Duy trì không thay đổi, đó là thánh hiền. Làm sao có thể đời đời kiếp kiếp đều làm thánh hiền? Không dễ chút nào. Qua một đời có thể một bậc thánh trở thành một người bình thường, nghĩa là anh ta có thay đổi. Trong Phật pháp, người chứng được sơ quả tiểu thừa Tu Đà Hoàng mới là vị bất thoái, nghĩa là họ sẽ không thối chuyển nữa. Họ mới là người bảo đảm. Đó không phải là việc đơn giản. Những người bình thường như chúng ta không thể làm được. Đừng nói người bình thường, người tu hành chân chính còn chưa thể đảm đương nổi.